Bây giờ thì anh Tùng tiếp tục leo lên đưa một cái nhánh thứ hai nha quý vị. Cái cây này thì khó khăn hơn hai cái cây dầu hôm trước anh Tùng cưa rất là nhiều luôn, tại vì nó đã mục rồi mà lại có rong rêu rất là nhiều. Quý vị thấy nhánh nó mục, nó giòn lắm, lá nó rụng hết rồi. Xe cẩu thì đang kế bên để chuẩn bị hỗ trợ cho anh Tùng. Những cái nhánh nào mà nó đứng đứng á thì anh Tùng ảnh cố gắng leo lên, chứ những cái nhánh mà nó nằm ngang thì không thể nào mà leo ra được, vì rất là giòn. Giờ xe cẩu sẽ đưa cái dây qua để anh Tùng ảnh buộc. Hiện giờ lên Tùng ở độ cao là hơn 22m nha quý vị. Cái cây dầu này nhảy cao cũng tầm 30m rồi, hơn 30m. Là khó khăn. Thì hồi tối vừa rồi thì cũng có một cái trận mưa, tuy là không lớn nhưng mà cũng đủ làm cho cái cây bị ướt và bị trơn. Cộng thêm là bây giờ là buổi sáng cho nên là cũng còn một cái lớp sương, cộng thêm cái lớp rêu ở trên cây nữa, cho nên là chắc chắn là cái việc leo cái cây này rất là khó. Anh Tùng anh sẽ buộc cái dây đai an toàn ở cái nhánh phía sau lưng. Cây nó đùng đùa rất là dữ dội nha quý vị. Giờ anh Tùng anh phải né qua ra chỗ khác. Đó. Quá trời. Trời ơi, trời, nhánh cây nó giòn nó rớt xuống cái xe cẩu. Khủng khiếp. Do mình quay cái nhánh ở trên cho nên là không quay được toàn cảnh ở dưới. Nhánh nó rớt xuống khủng khiếp lắm.
khô nó rớt đầy ở dưới đây chân quý vị. Nãy nó rớt lên xe cẩu cũng mấy nhánh. Đây cái nhánh ở trên quý vị thấy nó nhỏ nhỏ, chơi xuống đây cái nhánh lớn lắm. Có cây gì nó mọc đây nhóc hết trơn. Cái này leo rất là trơn nha quý vị. Mình kính cỡ nhiêu? 30 hả? Hơn một gang tay của mình. Mình kính 30, hoành cỡ 70 80. Rồi sau khi tháo dây thì tiếp tục cẩu nó sẽ kéo cái sợi dây lên cho anh Tùng buộc. Ở đây mình thấy có còn hai nhánh, có thể là anh Tùng sẽ phải buộc hai nhánh này riêng rồi. Cái nhánh này cũng khá nhỏ mà nó bị mục cho nên là anh sẽ không có leo ra như vậy. Anh sẽ buộc khá là gần với chỗ anh cưa. Đang chỉ cho cậu kéo ra. Wow, cái nhánh này nó không có qua trúng cái cây cho nên là nó không có bị rụng nhiều. Ôi, cái cậu nó lắc rồi. Thật sự mà cậu mà nó đưa ra nghiêng quá thì nó sẽ bị yếu như vậy, không có cậu được trọng lượng nặng. Thì quý vị thấy cái nhánh nhỏ nhỏ vậy đó, chứ lát nữa hạ xuống đất mình quay cho quý vị xem rất là lớn. Cái nhánh này thì nó nhỏ hơn cái nhánh vừa hạ lúc nãy, mà cũng nặng vài trăm ký, gần cả tấn á. Thôi, trời ơi, nó mục rượu như. Không ngờ cái nhánh nó bằng cái thân của một người lớn luôn á, mà nó một rượu như vậy luôn á. Hạ xuống thấy rất lớn như vậy. Anh này anh sẽ gỡ dây ra để tiếp tục cưa một cái nhánh còn lại.
bị xe cưa nhánh còn lại nha.